Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu Lan nhé. Mấy hôm em bận quá không lên được video thì mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Em lên cho các bác nhá, một giò hài nhá. Một giò hài. Hài này là hài kim vàng nhá các bác nhá, kim vàng nhá các bác nhá. Ba bông luôn. Ba bông nhá. Bắt đầu chớm nở rồi. Như cái hài này các bác chơi sẽ được đến Tết Dương lịch luôn. Đến Tết Dương lịch luôn các bác nhá. Vừa đang hé hé nở đây. Đấy. Hai kim vàng này nhá. Giò số 1 nhá các bác nhá. Số 1 nhá. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nhá. 500.000 nhá. Đấy, 500.000. Cho giò số 1. Số 2 này. Các bác nhìn thấy cái hoàng thảo kèn Lai Châu nó đẹp không ạ? Đấy. Nó mới ra, em cho lên mầm nên là nó ra được 3 nụ hoa này nha. Đẹp. Hoàng thảo kèn Lai Châu nhá. Hoàng thảo kèn Lai Châu nhá. Giò số 1 nhá. À giò số 2 nhá. Các bác nhá, giò số 2 à. Cao được 40 cm và cái này. Đấy, được 3 mầm gốc luôn. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nhá. Cho giò số 2 nhá. 500.000. Hoàng thảo kèn Lai Châu xịn sò như thế này thì không bao giờ rẻ nhá các bác nhá. Không bao giờ rẻ nhá, 3 mầm gốc luôn nhá các bác nhá. Giò số 2 500.000. Giò số 3 này. Hoàng nhạn nhá. Chưa biết mặt hoa luôn. Đấy. Nên là em 4 cây nhá. Em chỉ bán là hoàng nhạn sổ số thôi. Chưa ra hoa lần nào. Đấy, như thế này. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nhá. 1 triệu cho 4 cây này nhá. Các bác nhá. Xếp rụt rịt như cái quạt mo luôn. Đấy. 1 triệu cho giò số 3. Đấy. Số 4 này. Một già hoàng thảo kèn. Năm ngoái nó đã có mặt hoa thì siêu tím luôn nha các bác nha. Siêu tím luôn. Năm ngoái mặt có mặt hoa nên là em bảo hành là siêu tím cho các bác nhá. Ba thân như thế này. Em bán cho các bác với giá là 800.000 nhá. 800.000 nhá. Ở người ở miền Nam hoặc ở dưới xuôi thường thường là hay được chơi hoa Tết và kèn nhá các bác nhá. Năm ngoái là khách của em mùng 1 Tết họ chụp ảnh, họ chúc mừng năm mới. Các bác nhá. Cho giò số 4 800.000. Giò số 5. Một giò giáng hương đuôi chồn. Các bác nhá, một giò giáng hương đuôi chồn nhá. Giò số 5 này. Em bán cho các bác với giá là 350.000 nhá. 350.000 nha, một giò giáng hương đuôi chồn như này nhá. Các bác nhá. 350.000 cho giò số 5. Số 6 à. Số 6 nha các bác nha. Một giò giáng hương đuôi chồn như thế này. Đấy. Thuần thì các bác không phải nghĩ. Đấy. Em ghép thì rất đẹp luôn. Em ghép đẹp nha. Một giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là 550.000 nha. 550.000 nha. Cho giò số 6.
Do số 7 này. Một dọc kiều tím miền Trung nhá, một dọc kiều tím miền Trung nhá các bác nhá. Đây nhá, dễ nó chạy này nhá. Đây nhá. Đấy. Dễ như mà như kiểu là răng tơ ạ. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 900 nghìn nhá. Thôi 800 nghìn rồi. 800 nghìn nhá. 800 nghìn cho giò số 7. Số 8 này. Một giò kiều tím miền Trung to luôn nha các bạn nha, to nha, như thế này mà. Đấy. Giò như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 500 nghìn nha, 1 triệu 500 nghìn nha các bác nha. Một giò nó thuần như thế này không phải đơn giản nha các bác nha. 1 triệu 500 nghìn cho giò số 8. Số 9 này các bác nè, một giò quế trắng tháng 8 nhá. Như thế này 3 cây nhá. Gỗ thì các bác chơi cho hết đời luôn. Đó, như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 500 nghìn nhá, 500 nghìn nhá. Cho giò quế trắng tháng 8 nhá. 500 nghìn cho giò số 9. Số 10 này. Hai thân hoàng thảo kèn. Hai thân này to như thế này. Em sẽ làm hoa Tết. Các bác hôm nay các bác không lấy nữa thì em làm hoa Tết rồi. Em chi Tết. Mới lại một thân này được 20 sen nha các bác nha. Một thân nhỏ này nha. Do như thế này em bán cho các bác với giá có 1 triệu mà dài được 90 sen luôn. Hai thân hoa và một thân ngắn này nữa, vẫn có hoa bình thường các bác nha. Em bán cho các bác với giá 1 triệu nha. Em lợi hàng hoàng thảo kèn Lai Châu nó cao lắm các bác ạ, nên là em không thể xuống giá được. Hai thân nó dài như người như thế này. Đấy. Mà em bán có 1 triệu mà không bác nào lấy thì chịu. 1 triệu nha, cho giò số 10. Số 11 nè. Giò hoàng thảo vôi nha các bác nha, thuần rồi nha. Thảo vôi này là thảo phôi xìn hồ nha, Lai Châu nha, hàng Lai Châu nha. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 300 nghìn cho giò số 11. Số 11 nha. Thân nói này cái nào dài còn được 50 sen luôn. Nha các bác nha. Dài nhất được 50 sen. Cho giò số 12. Số 13 này. Giò này là giò chồn nha, giò chồn nha, cao này được 1 mét luôn. Em phải đóng 1 thùng rưỡi xốp mới hết được nha các bác nha, 1 thùng rưỡi xốp mới hết được. Như thế này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu 500 nghìn nha. 1 triệu 500 nghìn nha, toàn đồ khủng rồi. Bác nào chơi với em thì toàn chơi đồ khủng thôi. 1 triệu 500 nghìn cho giò số 12.
Số 13 này. Cái này là hoàng thảo u lồi nhá. Mang ở đây là nó đang sưng mắt nụ rồi nhá. Đang sưng mắt nụ rồi nhá. Các bác nhá. Một giò như thế này để mà em kéo lên nó làm hoa như thế này thì nó quá đẹp luôn. Đây là em vẫn chưa kéo thôi. Một thân hoa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thân. 10 thân hoa luôn nha các bác nhá. Em bán cho các bác với giá 500 nghìn nha. 500 nghìn nha, hoàng thảo u lồi nha, hoa chơi Tết nha. 500 nghìn cho giò số 13. Số 14 này các bác này. Một thân này, hai thân này, ba thân này, bốn thân, năm thân, sáu thân. Sáu thân hoa nhá các bác nhá. Như cái này thì nó dài nhá. Đấy. Nó xuống lá để ra hoa nhá các bác nhá. Nó xuống lá để ra hoa. Em bán cho các bác với giá là 450.000 nhá. 450.000 nhá, sáu thân nhá. Sáu thân hoa nhá. Cho giò số 14. Số 15 này. Một giò hạc vĩ nhá. Hạc vĩ nhá các bác nhá. Đấy, quá đẹp luôn. Như thế này. Em chia sẻ cho các bác giò số 15 này nhá. Với giá là 600 nghìn nha. Nó đang chuẩn bị xuống lá rồi nha. Nên là không thể tránh được cái lá vàng nha các bác nha. 600 nghìn cho giò số 15. Bác nào muốn mua chồn khủng, chồn bự là cứ báo em nha. Em có hết nha. Chồn đang nụ để hoa chơi Tết cũng có nha. Các bác nha. Em không kích đâu nhưng nó tự nhiên thôi. Có mỗi một giò. Đấy. Một giò sơn thủy tiên như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 16. Số 17 là dáng hương nuôi chồn này. Một giò to, cây to nhá. Cây to như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha các bác nhá. Đấy. 650.000 cho giò số 16. À 17. Số 17 nha các bác nhá. Số 18 này. Một giò dáng hương đuôi cáo như thế này. Em bán cho các bác với giá 700 nghìn mà không bác nào lấy á. Em nói thật với các bác này. Các bác đi mua ấy, không bao giờ được giò to như thế này được 700 nghìn nha các bác nha. Có cây lá. Đây cây này lá còn được 5 cm. Cây này. Đấy. Còn trên 4 sen hết. Nha các bác nha. Một giò như thế này em bán 700 nghìn nha. Cho giò số 18. Số 19 nè. Giò này là giò gà nha các bác nha. Đang sưng nụ nha các bác nha. Đang sưng nụ để chơi hoa Tết nha. Em không kích mà nó lại tự ra luôn. Các bác nha. Đang sưng hết đây rồi. Các bác nha. Đang sưng hết rồi. Đến lúc mà nó chia nụ ra thì em bán đắt hơn. Thì các bác lại bảo là sao bán đắt thế. Đây nha.
một giò gà như thế này em bán cho các bác với giá là 1.500.000 nhá, 1.500.000 nhá. Đấy, cho giò số 20. Số 21 là một giò cáo nhá, cáo nhá, cáo nhỏ nhá. Cáo nhỏ như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 350.000 nhá. Đôi 4 6 7 cây nhá. 350.000 nhá. 7 cây 350.000 thôi. Hàng giống thì vậy thôi. Cho giò số 21 nha các bác nha. Đây em lên cho các bác nha. Một giò. Cái giò này là giò kiều dẹt nha các bác nha. Một giò kiều dẹt như thế này nha. Một giò kiều dẹt như thế này. Đây nha, nó đã bám hết vào gỗ rồi nha, à, giá thể nha. Em bán giò kiều dẹt như thế này, em bán cho các bác 400.000 nha. 400.000 nha. Đấy, như thế này. Đã chạy mầm hết rồi. Ok rồi. 400.000 cho giò số 22. Số 23 là giò này thì đẹp nha các bác nha. Giò này thì đẹp. Kiều dẹt luôn. Kiều dẹt hàng Lai Châu nha. Giò này em bán cho các bác với giá là 550.000 nha. Cây giò đẹp thì bao giờ tiền nó sẽ cao hơn nha. 550.000 cho giò số 23. Số 24 này. Cái giò gà to 1.500.000 kia ấy, là mặt bông nó sẽ như thế này nha các bác nhá. Mặt bông nó sẽ như thế này nhá. Đấy, nó sắp tàn rồi nè. Cái bông nó sắp tàn như thế này rồi nè. Đấy. Đấy, như thế này. Giò gà 1.500.000 đấy là mặt bông như thế này nhá các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha, thuần lâu năm rồi nha. Cho giò số 24 nha. Số 25 nè. Các bác nha, số 25 nha. Long Tu Xuân nha, Long Tu Xuân nha. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 220.000 nha. Các bác nha, 220.000 nha. 220.000 cho giò số 25. Số 26 này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này, to đẹp như thế này. Các bác về bây giờ các bác cứ treo lên cây cho em được nha. Treo lên cây cho em được. Đấy, như thế này. Một giò thuần như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 700.000 nha. Thôi lấy 600.000 đi. 600.000. 600.000 nha các bác nha. Để cho các bác chịu cước nữa. 600.000 cho giò số 26.
26 nhá các bác nhá. 26. Số 27 này. Chuỗi ngọc nhá. Chuỗi ngọc nhá, một giò chuỗi ngọc như thế này. Đấy. Cái này năm nay nó vẫn ra hoa bình thường này, cái nào mắt nào chưa có ra là nó vẫn ra bình thường nhá. Đấy, như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 400 nghìn nhá. Thôi, lấy 350 nghìn. 350 nghìn. Các bác nhá, 350 nghìn. Cho giò số 27. Số 27 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá.